là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên David K của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể sâu một chiếc vòng mang tên của một MC, đó là MC David K. Thì để có thể xỏ được cái phần tên của chiếc vòng thì chúng ta cần có đó là cái một cái cuộn chỉ, đúng không? Đây không phải là chỉ, đây là một cuộn dây chun nhé các bạn, cuộn dây chun này. Tiếp theo là kim nhé, kim để sâu này. Mình có kéo này. Cái chữ này. Hạt này. Hạt ngọc trang trí này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần kim và cái phần dây chun nhé để mình sẽ sâu vòng nhé. Một chiếc kim, một kim chuyên để sâu vòng là rất là mềm và nó sẽ có cái khoảng rỗ ở giữa như này để chúng ta lùn cái chỉ qua nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần hạt này nha.
Rồi bây giờ mình sẽ đi ghép chữ nhé. Sau khi mình ghép xong cái hạt rồi, rồi mình sẽ đi ghép cái phần chữ. Giờ mình sẽ ghép chữ này. Davidka.